tập đoàn hàng không vũ trụ Embraer của Brazil hiện là nhà sản xuất máy bay thương mại lớn thứ ba toàn cầu, chỉ sau hãng Boeing và Airbus, hoạt động ở 80 quốc gia trên thế giới. Doanh thu năm 2022 đạt 4,6 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận đạt 540 triệu đô la Mỹ. Chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn chúc mừng chuyến thăm chính thức Brazil của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cảm ơn và bày tỏ vinh dự được đón Thủ tướng đến thăm tập đoàn. Ông chủ tịch đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam, phù hợp với các dòng máy bay sẵn có của tập đoàn. Hiện Embraer đã bàn giao cho một hãng hàng không Việt Nam 5 máy bay dòng E190. Đánh giá cao sự phát triển của tập đoàn Embraer, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết ngành hàng không Việt Nam phát triển rất nhanh trong thời gian qua nhờ tốc độ phát triển kinh tế xã hội, sự gia tăng nhu cầu du lịch và các hoạt động thương mại, đầu tư. Vận tải hàng không cũng có nhiều lợi thế như đi lại nhanh, thuận tiện, giá cả ngày càng hợp lý. Việc đầu tư hạ tầng hàng không bằng đầu tư công cũng rẻ hơn so với các loại hình vận tải khác như đường bộ, đường sắt. Thủ tướng hoan nghênh tập đoàn có kế hoạch mở rộng hợp tác, đầu tư, tìm kiếm cơ hội cung cấp các loại máy bay thương mại thế hệ mới tại Việt Nam. Đề nghị tập đoàn có chính sách ưu đãi cụ thể để giúp các hãng hàng không Việt Nam vượt qua khó khăn lúc này. Về lâu dài, Thủ tướng đề nghị Embraer phát triển hệ sinh thái của tập đoàn tại Việt Nam, tham gia cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành hàng không Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam các giải pháp công nghệ để giúp nâng cao năng lực quản trị, tăng cường tự động hóa trong lĩnh vực này.